Xin chào các bạn đến kênh Phạm My nha. Thì toàn thể anh em nha. Đây là cái form mình mới làm xong các bạn. Lập tự động mà mình tự chế là các bạn thấy không? Thấy không? Đó. Để sẽ sai các bạn cho các bạn thấy. Thấy không? Nhưng mà nó cũng chuẩn nha các bạn. Mới vừa làm xong luôn nhưng mà chưa có đi cửa là mình đi cuối cùng đó, đi bằng dây cần câu cái các bạn. Mình chế, mình sẽ còn chế một cái kim tự động nhỏ nhất nữa nhưng mà mình chưa có đăng nha các bạn, để mình test lực cho các bạn xem nha. Đây thấy không? Dở luôn rồi heo đó. Nhưng là cái này đi là chuẩn luôn, hay là tự thoải mái. Nói chung là mình làm gời không có làm chung các bạn ơi, mình làm gời luôn đó nè. Thấy không? Không gãy ra. Còn thường anh em hỏi sao mà mình thường test lực bằng cái túi bỏi, vì túi bỏi này bằng với con chim móc quýt nha các bạn. Nên thường anh em cứ hỏi sao không có bằng khác mà ý là không có dùng cái khác để test lực mà phải dùng là cái túi bỏi, tại vì nó bằng cái con chim nha. Thấy không? Tại mình chỉnh nó nhạy quá nè, thấy không? Xong thả xuống đó, thấy không? Không hoàn chỉnh, thả xuống. Nhiều anh em hỏi sao mà không làm kiểu như kim gài mà phải làm kim tự động. Mình sẽ thưa các bạn nha, vì kim gài nè, khi mình lên lập á, ví dụ như bạn đánh khoảng tầm 3 mét đi. Không ngờ âm ra người ta thích chơi là chơi cái kim mà tự động mà chỗ đó hả. Còn kim gài á, để mình lấy cho các bạn xem nha. Đây kim gài nè, bạn thấy không? Kim gài á, thường thường á là mình quýnh tầng thấp không quýnh cao, thì một khi mà bạn chen lập như nè, chen lập á như nè, nó đang lung lơ lên nè, hay là cái này mà làm chuẩn rồi, nhưng mà kiểu như bạn lên mà cái lập á, nè, lên 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 là đó, lên cao rồi lên cao này, lên, đó, đó các bạn nha, mẹ kêu nha, à khi mà bạn lên như nè, đó, khi mà lên cái lên trên á, thì ok luôn. Ví dụ như nè, mình rung nè, không được hết, rất là bình thường. Thì mình chỉnh rồi. Còn mà các bạn thường mà mua mà kiểu như mua lập như vậy á, là bạn lưa lên là sập liền, đường nào cũng sập, hứa bạn luôn. Cái kim dài này á, nó nhược điểm có một cái là nó không lên cao, nó không lên cao được nhiều. Có những người nào làm chuẩn thì lên cao đằng sau, nhưng mà người nào mà kiểu như không làm chuẩn là lên cao là nó sập rồi nè đó, thấy không? Nên anh em á, thường thường á chơi
chơi kim tự động đó, là khoái cái đó. Nhưng mà mình nói gì đồ nhạy nha, nhưng mà nói gì thì mà đồ nhạy á, thì cái kim gài nó sẽ ngon hơn cái kim tự động. Còn các bạn sau thì mình không biết, nhưng mà mình thường thường làm thì mình thấy cái kim gài nó nhất là nó dễ làm, thứ hai là nó chung mà nó tiện. Còn lục tự động này nhiều khi bạn canh bạn chế đâm ra nó rất là khó, nó không giống như cái lục lục mà gài tự động. Nên mà mình biết cái gì á thì mình chia sẻ cho các bạn như đó thôi. Thì mà bữa anh em hỏi sao mà làm cái lịch xong chưa mà sao không đăng lên cho anh em xem đó, thì hôm nay tại vì mình bận đi làm, với lại nó không có thời gian nhiều nên ra mình làm mỗi một ngày một tí thôi chứ không làm nhiều cho các bạn xem được, nên các bạn thông cảm. Mình cũng ra video nhiều cho các bạn xem nhưng mà không có thời gian. Đó, phải một tuần mình ra có một cái hai video, một cái video hoặc hai video thôi. Đó, nên các bạn thông cảm nha. Nếu mà hết cái mẫu này thì cứ nhắn tin cho mình nha. Mình thì thích làm kim tự động thôi, chứ kim gài thì mình hiếm làm lắm. Kim này mình không có làm, hiếm gài. Tất cả mình thích gài kim động tại vì mình hôm bún cao mình đi kim động nhiều. Nên mình có như đó để chia sẻ cho các bạn nha. Thôi xin chào các bạn nha.